Đây là một loại cây cực kỳ là quý các bạn nhé, không phải là hiếm lắm đâu, nhưng mà nó lại rất quý nếu như mà các bạn biết đến cái tác dụng cũng như là công dụng của cây này. Đây là cây hoàng kỳ nam đấy, hay còn gọi với tên gọi khác là cây vú bò. Cây này thì nó có tác dụng là chữa về đau nhức xương khớp, thoái hóa gai đôi, thoát vị đĩa đệm, thận yếu, dẫn đến là các bác nam giới bị cần yếu cần mềm, cần nó không cứng lên được, và những người mà bị tức ngực, khó thở, khí huyết khó lưu thông thì nó là một loại cây cực kỳ là quý và cực kỳ là tốt luôn. Cây này thì rất là đơn giản thôi, có thể là thái những cái phần rễ ra và phơi khô, sao vàng, hạ thổ, sau đấy thì cho vào hãm như là hãm nước trà để uống, hoặc là cho vào ngâm tiểu thì thật sự nó rất là tuyệt vời luôn. Đây là rễ của cây hoàng kỳ đây các bác này, đấy vàng óng ánh thơm nừng luôn. Cây này thì thơm nhất vào cái thời điểm mà khi mà vừa rửa xong thì bắt đầu nó tay tái thì cây nhựa bắt đầu nó khô thì nó rất là thơm luôn các bác ạ. Nó thơm như là mùi sữa vậy, nhưng mà khi mà sa vàng lên hạ thổ thì nó lại thơm kiểu khác, nó thơm mà cái mùi thơm nó bền bỉ. Nếu như mà không rửa cái chảo mới sao thì có thể nó thơm cái chảo cả tháng các bác nhé. Và nếu như mà ngâm tiểu thì uống cái tiểu của cái rễ cây hoàng kỳ này thì để mấy ngày cái chén nó vẫn chưa hết thơm. Và đặc biệt nếu như mà hãm như là hãm nước chè uống ấy thì nó thơm và ai cũng rất là quý và ai cũng rất là thích cái hương vị cũng như là mùi vị và cái tác dụng của cây hoàng kỳ này.